Làm tteokbokki phô mai bằng bánh tráng quá dễ luôn, con nít cũng làm được mà lại siêu mà lem mà lem. Và tiếp tục phần 2 của câu chuyện mượn xác. Thằng Tâm trở về nhà và thay đổi 360 độ, không còn là thằng Tâm lười biếng như trước nữa, nó cứ lao đầu vào học. Học quên ăn quên uống quên ngủ đến nỗi nó kiệt sức và ngã quỵ xuống, gia đình phải đưa vào bệnh viện. Nằm viện rồi mà miệng nó cứ lẩm bẩm phải thì đậu, phải thì đậu, phải thì đậu. Cứ nghĩ con mình là chắc sợ do ba mẹ la mắng cho nên mới bị như vậy, cho nên đã mời bác sĩ tâm lý đến nhưng mà không có bác sĩ nào chữa được cho nó cả. Nhưng lạ một điều là khi ba mẹ gọi tên Tâm thì không bao giờ nó quay lại trả lời. Mà cứ mỗi lần đến gần thằng Tâm thì ai cũng cảm thấy lạnh sống lưng, và thằng Tâm cứ ở trong tình trạng học điên cuồng như vậy suốt một tuần. Sau đó công an đã mời người nhà lên để cho xem một cái đoạn video. Đoạn phim được trích từ camera giám sát được gắn ngay ở cột điện gần ở bờ sông. Nó quay lại cảnh thằng Tâm ra bờ sông đứng. Một lúc sau thì thấy thằng Tâm hốt hoảng bua tay quơ chân giống như là đang xua đuổi thứ gì đó. Sau đó nó xỉu xuống đất. Nó nằm bất động như vậy cho đến khi tỉnh lại và đi về. Xem đoạn phim đó xong thì bà nội nói có khi nào nó bị thứ gì ở dưới sông nhập vào rồi không. Sau đó thằng Tâm bị cả nhà cưỡng chế chở đến một cô đồng để làm phép. Sau đó làm phép thì mới biết được là linh hồn đang trú ngụ trong cơ thể thằng Tâm là của một cậu con trai khoảng chừng 15 tuổi. Cậu trai đó bị áp lực về thành tích và điểm số từ phía gia đình vì học ngày học đêm để đạt điểm tối đa trong kỳ thi cho đến khi kiệt sức. Một lần đi học về đã trượt chân té xuống bờ sông và sau đó ra đi vĩnh viễn. Linh hồn không thể siêu thoát được và khi thấy thằng Tâm ra bờ sông và có ý định tự tử nên đã lợi dụng điều đó nhập vào xác và học hành điên cuồng tiếp tục. Cách giải quyết là phải hoàn thành tâm nguyện của cậu ta, phải cho cậu ta thi và vượt qua kỳ thi đó. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì trường vẫn chưa đến kỳ thi cho nên không thể nào mà cho thi được. Tuy nhiên thì gia đình của Tâm cũng đã nói với nhà trường để mở một cái cuộc thi giả. Và sau khi Tâm làm bài và đạt điểm tối đa thì cơ thể Tâm cũng đã trở về bình thường và linh hồn của Tâm cũng đã trở về thân xác của Tâm. Thằng Tâm nói khi mà nó bị như vậy thì linh hồn của nó có về nhà và nấp ở trong nhà nhưng mà kêu thì mọi người không có nghe. Và sau chuyện đó thì thằng Tâm cũng đã thay đổi được một chút, bớt hư hỏng và cũng đã chịu học hơn. À mà giải đáp thắc mắc luôn, khi mà gia đình của Tâm nói với nhà trường tổ chức một cuộc thi giả thì đã bỏ tiền ra đó. Và nói một cái lý do cho nó hợp lý một chút xíu chứ ai mà nói bị linh hồn nhập thì làm gì có ai tin.